Quyền Quỹ Thoại Sơn vừa có buổi làm việc với các ngành liên quan về phát triển du lịch, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đón 1,5 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài địa phương đến tham quan, doanh thu đạt trên 25 tỷ đồng. 100% di tích lịch sử, di tích văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh được trùng tu, sửa chữa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5 đến 1% một năm, trong đó 40 đến 50% hộ nghèo giảm bền vững. Đào tạo nghề cho 5.000 lao động, phấn đấu có từ 80% lao động sau khi học nghề có việc làm đúng ngành nghề đã đào tạo. Năm 2021, hỗ trợ nhà cho 190 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Quyền Ủy Thoại Sơn Phạm Minh Tâm yêu cầu các ngành khẩn trương phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch và nâng cao nhận thức của nhân dân, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phát triển du lịch, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.